Xin chào tất cả các bạn ở chơi môn bài lá bịp. Thì ngày hôm nay thì công ty cầu bịp làm một cái video giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi đến chỗ chơi, các bạn luôn bộ bài này vào là các bạn nhìn thấy bộ bài này là nhìn thấy lưng của nó đấy. Thì tôi sẽ cho bạn xem cái cấu tạo của kính mỹ 9D này. Đây là hộp kính mỹ 9D USA đấy, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Thì bên trong sẽ có một bộ mắt len như này đấy. Cái này thì nó rất là mỏng luôn đấy, rất là chơi dễ chơi và mỏng. Khi mà đeo, ưu điểm là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cọ mắt này. Đây, tôi sẽ lấy kính cho bạn xem này. Thì khi các bạn lấy thì các bạn nên dùng cái tăm bông này để các bạn lấy cho nó đỡ bị hỏng kính, rách kính nhé. Đấy, nó rất là mỏng rồi. Bên này trong một cặp cái kính này đấy, các bạn lấy ra các bạn để lên tay đeo đấy, để như này đấy. Đấy, vì nó rất là mềm và mỏng, đeo không cộn mắt này, không đau mắt này. Đấy, nhìn bài là siêu nét luôn này, các bạn nhìn được đấy, nhìn thấy chưa, rất là mỏng luôn. Thì khi đeo cái kính này thì nhìn bài nó sẽ như thế nào? Thì đây thì cái kính, đây kính thử tôi sẽ lắp vào camera này mà cho bạn xem. Đây thì đeo cái kính lắp camera nó sẽ màu như này. Các bạn mà đeo kính Mỹ vào mắt thì nó sẽ rõ hơn. Khi tôi đeo cái kính thử này, đây một cái bộ bài này. Đây, đây các bạn này, đây một bộ bài này. Khi mà đeo kính này, đấy, bạn nhìn thấy con quy này. Đấy, mà mình không đeo kính mình bỏ ra nó như nào. Đây, tôi sẽ bỏ cho bạn xem nó như một bộ bài bình thường luôn nhá. Tôi cái đợt ấy và tôi đo cho bạn, đọc cho bạn xem từng con một nhá. Rất là rõ luôn này. Đây, quy này. G này. 10 này, 10 là hình nhờ dấu cộng này. 9 này. 8 này, 7 này. 6 này. 5 này. 4 này, 3 này, 2 này, át này. Đấy, chất này, nhìn thấy cái chất này là chất con ca cừ này. Đấy, ca cừ này, các bạn nhìn thấy không? Đây, ca cừ đây. Đấy. Đây là con quy cơ này. Đấy. G này. Đấy. Các bạn nhìn không? Rất là rõ nét luôn, các bạn đeo vào mắt thì nó bằng kính 9D nhưng thì nó còn rõ gấp 10 lần luôn. Đấy, đánh tất cả môn bài áp dụng nó rất là ok luôn. Đấy, cho bạn xem như vậy. Mình chia cho bạn xem. Đấy, bạn nhìn rõ chưa? Rất là ok luôn. Đấy. Thì với cái kính Mỹ 9D này thì các bạn là phải đi theo bài của nó. Bài thì bây giờ tôi có tất cả mẫu bài ở Việt Nam, tất cả các vùng miền luôn. Chẳng hạn như bài rồng đỏ rồng vàng. Đấy, cho bạn xem này. Đấy. Và Việt Nam rất phổ thông cái loại bài này, là bài WK 2021 này. Đấy. Bài đỏ kim cương này, vỏ trắng này, xẻ quạt này. Đấy, và đô la. Đấy, đô la trắng, đô la vàng. Đây, đây là cái bài đô la nên trong khu vực phía bên tây rất hay chơi. Thì các bạn lưu ý một mình một điều là khi cái bộ kính này, cái kính mắt tròng này là phải đi với bài, đi theo bài của nó. Khi các bạn đeo kính này phải đi theo bài nó thì nó mới nhìn được nha. Còn bài bình thường mà chọn là không thể nhìn được. Thì nhà tôi thì bài rất là nhiều, mẫu mã rất là nhiều luôn. Đó. Thế loại gì cũng có để cho các bạn để chơi. Bên nhà tôi có hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn. Thì các bạn mua thì các bạn có thể qua trực tiếp Hà Nội và Sài Gòn, các bạn alo cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, thì ngoài kính Mỹ 9D này nên cho tôi còn bán thêm cái kính nhá của Nhật Bản này, kính nhôm này, kính đeo rất ok. Và kính nhá, Mỹ hộp gỗ này, rất nhiều dòng kính để cho các bạn lựa chọn nhá. Các bạn cứ alo ở video trên hình thì lên số điện thoại đấy. Sản phẩm kính này thì đeo rất là bền luôn, đi chơi cả năm luôn không hỏng được đấy. Cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái máy đánh bài bịp mã vạch. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn con máy đánh bài CAC 700
đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK 900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn. iPhone 13 Pro nhé. Và CVK 680S đấy, ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. Và một con máy bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nhé. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC 700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nhé. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây liêng, sâm phẩm, chẵn, ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hòn ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này. Tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho, về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa thì các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây, cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây, cái chiều camera của nó là các bạn đặt cái này nhá. Đây, tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy, rất nhanh luôn. 4 người chơi, máy báo 4. Đây, một liêng nhá. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1, 2, 3, 4 này. Đây, 4, số 4 này, 9 điểm này. Đấy, báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà còn lại là không qua được 9 điểm. Đấy, đây, đây tôi sẽ tăng một người chơi lên, tôi test các bạn này. Đấy, các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng bài để ngang dọc không quan trọng thì 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy 33 là chắc chắn 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy, những nhà còn lại không qua rồi. Bây tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh Ấn Độ. Test cho bạn cái máy bài CAC 700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. Tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bán vất bán một nhà lớn nhất nhé. Đây, đặt này, đặt thảm báo này. Cắt này. Đấy, bình Ấn Độ này. Máy 34 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây, 98 này. Đấy, đây là bình Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà còn lại chắc chắn không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế, từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó nhé. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy nhé. CVK 900. Đây, iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy này. Đây, đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy,
rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài con máy bài CVK 900, tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 thế là nhà lớn nhất. 1, 2, 3 các bạn nhìn này, nhà 3 9 điểm rồi này. Đây. Đấy, báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này, các bạn thấy tốc độ của bài của nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây. Đây là con máy bài CVK 680S này. Được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn cũng thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này đấy. Tôi sẽ đánh các bạn môn bài liêng nhé. Đấy, 5 người chơi tôi để chế độ làm báo hai nhà lớn nhất môn liêng. Đây. Đấy. Đấy, báo 1, 3, 5 người chơi. Nghe máy để được 6 người chơi mình chia 5 người. Đấy. Máy báo 1 5. 1 5 này 1 là 9 điểm này. Đấy. 2 3 4 5 này, 5 này, nhà số 5 này. Là 7 điểm này. Đấy, nhà số 5 là lớn nhì này, đến những nhà này thì chỉ có 3 mới 4 điểm thôi. Đây nhà 5 này. Đấy. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn, đây nhà này 1 điểm. Đấy, tiếp theo là cái máy Samsung. Đây. Đây là một cái máy Samsung này. Tôi test luôn cho bạn cái tốc độ báo bài của con máy này. Con này là máy bài tầm trung tiền đấy nhá. Đấy, không phải cao cấp. Nhưng đánh cũng rất là ok luôn. Tôi để số người chơi là 4 người chơi. Và để test môn bài cào, tôi sẽ test cho các bạn môn bài cào nhé. Môn bài cào miền Nam nó gần dạng như đánh môn liêng của mấy bác. Đấy. Máy báo 1 là 1 chắc chắn là lớn nhất rồi. Đây là bài cào nhé. Đây. Năm điểm. Nhưng mà lớn nhất